quý vị và các bạn, không hề vay tiền cũng có hồ sơ đã giải ngân, hoặc có những trường hợp đã rút tiền vay rồi mà quá hạn trả nợ lại hoang mang lo sợ bởi những cuộc điện thoại và tin nhắn đe dọa. Đó là những phản ánh từ một số người dân về dịch vụ cho vay tiền qua thẻ tín dụng FE Credit, một sản phẩm của khối tín dụng tiêu dùng trực thuộc Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, gọi tắt là VPBank. Vậy thực hư sự việc này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh của nhóm phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên vừa thực hiện. Khẳng định không vay tiền, không hề sử dụng thẻ tín dụng của FE Credit, nhưng chị Phương Anh, trú tại phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, vẫn được nhận một email với nội dung thông báo đã giải ngân cho chị vay số tiền gần 20 triệu đồng. Tôi không có nhu cầu vay vốn nhưng bên BE Credit vẫn gửi cho tôi một bản hợp đồng vay vốn đã giải ngân. Thông tin trong bản hợp đồng hoàn toàn sai lệch, nhưng mà hàng tháng vẫn gửi email báo hàng số tiền tôi phải đóng hàng tháng. Điều này làm tôi rất hoang mang. Không bị nhầm như Phương Anh, chị Hờ ở đường Lê Hồng Phong, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên khẳng định có sử dụng tiền từ thẻ tín dụng do FE Credit phát hành. Cụ thể tháng 1 năm 2019, chị rút từ thẻ tín dụng 28 triệu đồng. 4 tháng sau đó, do chưa có điều kiện chi trả, chị Hờ đã tới các điểm thu hộ của FE Credit nộp tổng số tiền gần 11 triệu đồng theo thông báo của FE Credit gửi đến điện thoại cá nhân. Đến tháng 5 năm 2019, khi muốn trả hết số tiền còn lại, chị mới ngã ngửa khi được thông báo số tiền còn phải trả lên tới trên 27 triệu 400 nghìn đồng. Do không tìm hiểu kỹ thông tin, lờ mờ về mức lãi suất, nhận thấy sự bất thường về số tiền gốc và tiền lãi, chị đã gọi điện thông báo với tổng đài sẽ không tiếp tục đóng tiền tại các điểm thu hộ mà muốn gặp đại diện trực tiếp để tất toán, thì không nhận được câu trả lời rõ ràng. Cũng từ khi quá hạn, gia đình chị Hờ liên tục nhận được những cuộc điện thoại, nhắn tin đe dọa đòi tiền từ nhiều số điện thoại khác nhau. Họ liên tục gọi điện, có ngày họ thay đổi liên tục nhân viên, hơn chục nhân viên gọi cho tôi hàng mấy chục cuộc điện thoại liên tục, giống như một cái việc là đòi nợ. Và tiếp tục là khi mà tôi không còn muốn tiếp chuyện với họ nữa thì họ gọi điện cho người nhà tôi, họ gọi điện liên tục cho chị gái tôi, cho anh rể tôi, đấy, để đòi tiền, đấy, làm phiền đến cuộc sống của họ. Thế sau đó thì họ gọi điện và chồng tôi nghe điện thì họ còn nói giọng giống như một hình thức đe dọa là họ theo dõi Facebook cá nhân của tôi, biết là tôi bán hàng online rồi thì họ sẽ làm cho tôi phải bẽ mặt trên Facebook. Đe dọa khi qua hạn không phải chỉ diễn ra với một mình chị Hờ mà cả với người thân của nhân viên FE Credit khi tiếp cận dịch vụ này. Đây tin nhắn kể cả cậu tớ vay để chậm 2 tháng tin nhắn cho công an tỉnh về làm việc về bên tư pháp. Đấy thì không biết là như em có phải là từ bên đấy hay không? Chính chính cậu tớ từ đâu ạ? Xong rồi bắt đầu phải đi đóng tiền thay hộ này, nhìn như đấy chính người thân nhà mình chứ không phải là ai khác đâu. Điều đang nói, khi lên mạng tìm hiểu về dịch vụ này, chúng tôi đã đọc được không ít những bài viết, bài chia sẻ về tình trạng bị nhân viên của FE Credit quấy rối đe dọa. Để xác minh sự việc trên, nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã tìm đến trụ sở của FE Credit tại Hưng Yên, nhưng chỉ có thể tìm thấy những điểm tư vấn như thế này. Khi liên hệ, nhân viên FE Credit trả lời ở mảng cho vay khác, thẻ tín dụng FE Credit, khách phát hành online cứ liên hệ theo số trên hợp đồng. Và đây là câu trả lời chúng tôi nhận được khi liên lạc theo số điện thoại trên hợp đồng của chị Hờ. Số máy quý khách vừa gọi không đúng, xin vui lòng kiểm tra lại hoặc liên hệ số 198 để được hỗ trợ. Sau nhiều ngày phóng viên đã tìm được một người được cho là đại diện của FE Credit tại tỉnh Hưng Yên. Vị đại diện này cho biết mình không được quyền phát ngôn với báo chí nên không đồng ý gặp mặt. Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao lại có tình trạng đe dọa khách hàng khi họ chậm trả tiền, vị này trả lời. Cái này thì bên anh chưa công ty anh không ở với tình trạng nghiêm cấm tất cả các đối tượng mà bên các bên mà các bạn làm xử lý làm việc đó. Nhưng có thể là ở đâu đó thông tin này nó dò dỉ ra, cũng chưa có gì xác minh là cái đây là của bên mình cả. Em cứ nhìn số điện thoại người ta, nếu cuối cùng công mình phải nhân danh của công ty nọ, nhân danh công ty kia thì làm sao những cái đấy đại diện cho công ty nào được? Người ta chắc là ví dụ như là những con sâu còn làm dầu nồi canh, hoặc là những nhân viên kiểu gì đấy, hoặc là đối tác nào nhỉ, không ai có thể nhắn tin đe dọa được cả. Có hay không
tình trạng nhân viên FE Credit đe dọa khách hàng rất cần sự vào cuộc từ các cơ quan chức năng. Nhưng đối với người dân, trước khi cần vay tiền, đặc biệt từ những địa chỉ rất dễ cho vay và giải ngân, không cần tín chấp, thì nên có sự tìm hiểu một cách kỹ lưỡng về chất lượng, dịch vụ cũng như những nguy cơ có thể gặp phải, tránh trường hợp đến khi gặp phải những tình huống không mong muốn. Theo thông tin giới thiệu, FE Credit là khối tín dụng tiêu dùng trực thuộc Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Tuy nhiên, khi làm việc với đại diện chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank tại Hưng Yên, chúng tôi nhận được câu trả lời. FE Credit là một phần tách rời không hề liên quan đến Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Thực tế, tại điểm giao dịch của Ngân hàng Thịnh Vượng cũng chỉ có thể thực hiện thu chi tiền hộ, chứ không thể kiểm tra thông tin khách hàng của tổ chức này.